nhỉ, đổ nước đi, cái đấy hơi tủ ra đã. Phần cho mày tập đầm chắc phần được bằng được chắc đổ luôn để gì đổ xuống để chị gắn luôn tính cái đường tính. Đánh thêm 2 bao nữa. Vào sớm khổ lắm. Thank you.
thôi chị ạ. Em ấy kiểu có búa đâu. Và lấy cái chụp bao chứ tiền giả thì mới bao thôi mà em nữa ấy được cầu thì lên cạn này các hẻ lên này. Ba cuộn thì giá mất từ 200 đến 600 đồng. Cái thứ con nhà thứ đây thôi. Đang học, bỏ học lý trường. Đang học 12 á? Đang học lấy gì? Đang học thứ 2 rồi gì? Hôm nay thì chưa bảo đi luôn. Chưa thì đứa nào mới còn mấy đứa mà chưa nói động được thành phố. Lạ có được chuyện không thầy? Cần gì mới cười. Hết. Lấy chồng ở gần hay sao? Lấy chồng ở bên dưới ạ. Hai đứa học cùng nhau. Cái học phổ thông cùng nhau. Cái thằng kia giảng này thì học. Học phim giả công ty. Đánh một bao một đống ạ. Đánh một bao một đống ạ. Cái này người ta vào vẫn cứ xoáy cái này nó mình sốt được như cái này. Để làm gì? Con gì nó cũng đẹp không? Ôi, bây giờ tính lại 600 đó. Thì thằng con gái thì trưởng hộ, thằng kia thì nó khác lo. À. Ừ. Con gái trưởng và trưởng hộ con gái. Nó có đấy, cái xe nó lên một tí rồi. À. Không đưa bọn em đi ấy được. Trưởng chồng đâu? Lương thiện. Mày cả. Đốt lấy cho cái nổ. Đưa dùng điện. Đây là mới đắp vào chứ đã đâu với đầu đâu mà nó nhẵn nhụi kiếm khác rồi chứ dùi mẹ này tận lai bán rồi đéo ăn đâu đây rẻ hắn người thì muốn ô tô à. Ở bán hết rồi. Bán năm này đã còn đây, bán hết. Lâu chứ còn.
đây nhỉ. Ừ. Lắm anh em có một cái ấm thử tao chứ. Để thôi mày. Anh bà làm nhìn sao. Qua mà khang từ đây ngày nay mà ngày xưa chọn bắp cải hết rồi.
trước nhà nắm chén nha. Bán ông chồng từ 574 này. Bán mẹ nó 3-40 chè, 40 chè mới được 2 triệu. Cái được thay cho cá đây. Cái nước bi hoặc gì ấy nữa à? Nước xì à? Đó đừng trèo đấy nhá. Xô gã ông ấy, chấn thương dọn não. Mình ôm đi. Chịu nặng lắm. Bôm ba bốn cây bùn. Hôm nước đầy cả thanh được nhỉ. Hắn đang định đi nhỉ. Lấy nó vào gì nhỉ? Chôm của xoài à? Chôm của xoài, tức là trộm của xoài ấy nhỉ. Bây giờ ai ăn chôm nhỉ, ăn chôm là lỗi. Lỗi thời. Thank you.
nào bây giờ cũng hốt chết. Ông nào cũng hút chết, chả ông nào cũng hút chết hết. Cái gì mà đúng chỗ đây nè. Căng chưa? Căng rồi. Cái này hơi cùn. Cái này không lo được vào nữa này. Ây ôi. Dí vào đây Loan, dí vào đây. Được rồi. Thắng đầu hay là chính xác? Chính xác. Ai bạn? Ai bạn? Được. Coi xem. Lại lật. Họ làm cong đuôi ra mà cái nhà lại có thời gian hát mới giỏi vậy. Cái nó còn khít thì rồi. Anh nhìn kéo hay là hôm nay đi cho cũng còn nào có cái báo cáo đâu nào ngoài mộ hả cái mộ dàn tắt cái này mới cả tài khoản máy là chết rồi. Đừng lấy tay nhá. Kẹp ấy. Phải có cái cà cua. Nước thẳng chưa? Rồi. Rồi. Thank you.
rồi cắt, cắt luôn. Làm u vỏ. Thank you.